Chào quý bác chăn nuôi nè, hôm nay ngày 1 tháng 10 á, thì ngày đầu tháng em cũng gửi lời chân thành chúc cô chú anh chị mình bà con chăn nuôi mình một cái tháng may mắn an lành, niềm vui đến mọi nhà nha cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mình coi nay em báo giá được cặp lực nào á, thì cô chú anh chị mình chốt ha. Thì sắp tới em có chuyến đi Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp đâu á, thì cô chú anh chị Bình Thuận đâu á, thì cô chú anh chị mình cứ mua rồi chuyển đặt cọc cho em, rằng em biết em tính xe đó cô chú anh chị, thì ở đâu em không có ngại đường xá xa xôi để em giao cho cô chú anh chị mình hà, miễn cô chú anh chị mình chân thành mua là em sẽ giao đến tận nhà của chú anh chị mình luôn nha. Nói chung là nuôi thì cô chú anh chị mình gửi lại 50 bữa nửa tháng thì nói chung cho ăn thì nó cũng quề vốn, nhưng mà đáp lại được cái sự yêu thương của cô chú anh chị mình thì em cũng lấy niềm vui á. Thì cô chú anh chị mình coi mình chọn lựa mua nha. Đó, thì sau đây em sẽ báo giá đến quý cô chú anh chị mình nha cô chú anh chị. Nè, đầu tiên là con cái này tích con anh chị, phối lại lứa ba anh chị, ba răng anh chị. Nè cô chú anh chị coi nó đang ăn sắc mày cám sắc mày của anh chị. Anh chị thấy không? Con bò này nó em đứng xa em cho cô chú anh chị thấy hết con bò ha. Con này cao 1m2 cứng của chú anh chị. Nó còn hơi găng bò của anh chị thấy không? Nó xương sắc móng nè. Em quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình coi móng luôn ha. Đó cô chú thấy móng chưa? Móng tích nè, gọn gàng ha. Đó. Đó, em quay xa quay gần cho cô chú anh chị mình coi mình mua cho nó dễ nha. Đó cô chú anh chị thấy không? Ở đây. Đằng trước đằng sau của anh chị. Sái tích thì nghiêm chỉnh của anh chị. Nó không có vấn đề của anh chị, cái này em phối lại được 15 ngày của anh chị. Giờ em phối ba bơi á thì cô chú anh chị về mình canh thêm 5 3 ngày nữa, nếu có lên giống thì cô chú anh chị phối lại, còn không lên giống thì nó chữa của chú anh chị. Đó cô chú anh chị coi ha. Thì con này em bán với cô chú anh chị một cái giá là 13.500.000 của chú anh chị. Về cô chú anh chị mình chăm mình nuôi ha. À, em sẽ Bình Dương nè, Đồng Nai nè, Bình Thuận nè, Đồng Tháp nè, Bến Tre của chú anh chị, Tiền Giang đâu á. Thì em cũng giao được hết cho cô chú anh chị mình ha. Em sẽ ghép xe, em giao tới nhà mình có giá cô chú anh chị mới giá 13.500.000 của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình coi chọn lựa mình mua nha. Đó nè, em đứng xa em đứng gần quay cho cô chú anh chị mình coi hết bò nha. Đó cô chị không? Nè, nó lấy hết con bò là em phải đứng một góc độ xa mới lấy hết được con bò của anh chị. Đó cô chị không? Rồi. Con đầu tiên nha cô chú anh chị. Nè, tiếp theo là mẹ con cái xin của anh chị. Cái con này sái tích nghiêm chỉnh của anh chị. Sái tích nghiêm chỉnh đồn dài nè. Nhà hơi thiếu nuôi của anh chị. Này nó đẻ lứa ba nha cô chú chị. Nhà có nhảy nọc trong bàn á, thì cô chú anh chị mình về mình coi xem xét ha. Nếu về mình thấy có lên giống thì bỏ mình phải giống rồi ha, còn nếu không lên giống thì nó chữa của anh chị. Nè cô chú anh chị coi nó giống cái đúng chuyền nè, chuyền từ sau tới trước nè, mẹ dài đòn của anh chị đó, nhưng mà hơi thiếu nuôi nè, nó đẻ một con y chang của anh chị. Bò mẹ thì theo em quan sát kỹ mẹ không có lem mi của anh chị, có bò con nó lem mi nghe nói của anh chị thấy không đó. Thì có sao em nói kỹ với cô chú anh chị ở xa mình mua mình chốt của mẹ ha. Còn con bò con này nó cao tầm 1m trở lên của anh chị. Đó con chị không, bà mẹ nó dậu sao nó đẻ con y vậy con chị. Con chị không, bà mẹ đúng chiền cũng đẻ con đúng chiền. Đó, chân móng hoàn thiện không chị. Nè con chị không, chiền khú hết. Con thì mát sữa bóng nè con chị, thấy nó bóng không? Đó. Đó cô chú anh chị mình coi chọn lựa mua ha. Thì mẹ con này em bán cho cô chú anh chị mình cái giá là 25.500.000 của chú anh chị. Đó cô chú thấy bà mẹ tướng dài đòn không? Đó. Đẻ mà con cũng dài đòn mát sữa nè. Cái bộ vú bốn vú đều cũng vậy, vú mông bông mà vú dài mát sữa cũng vậy không. Đấy, em quay cận cảnh cho con chị mình coi luôn ha. 25.500.000. Đây mẹ con đất manta nhỏ cũng vậy, chủ nhà thì nói nó gác nọc xin lại được tháng mấy á, thì về cô chú anh chị mình canh thêm nha. Nếu có lên giống thì mình bỏ đực thêm, còn không lên giống thì nó chữa cũng vậy. Cái đó thì mình cũng không biết được cũng chị, nói chừng nào mình khám được thì em mới bao chữa được, còn cái nó chủ nhà đã gặp nó tháng mấy mình đâu có bao được cũng chị, cái đó cô chú chị mình thông cảm ha. Đẻ bò cũng chị không, nó y như ba bê cũng chị, lưng đòi phải bể không đó, lưng đòi mày đó. Mẹ con này có giá 27 triệu của anh chị, cô chưa thấy một con không đó, một con rất tốt của anh chị nè. Nè cô chú chị thấy bò mát sữa không nè, bò này mát sữa nè, sái tích nghiêm chỉnh của chú chị đó, cô chú chị thấy nó ăn không, thấy nó ăn là mình ghiền cũng vậy chứ không phải gì cũng vậy. Nè thùng dạo có cũng vậy nè, không thùng có cũng vậy, cái thùng có nè cũng vậy, cộng thêm bò vú đen cũng vậy, thấy chưa, nó bò vú đen nè,
nó đẻ con của chị thấy. Em nói vú đen là nó đẻ của chúng chị, mình khỏi phải lo ha, khỏi phải lo độ mát sữa của chúng chị. Nó quá mát luôn chúng chị. Con bò này thùng dạo có nè, thùng nó có chị thấy không? Thùng có là của chị mình khỏi lo đẻ xấu đi. Đó, cô chú chị mình coi mua về nuôi ha. Nhà cũng nuôi hiếu nuôi của chị. Đó, mới đẻ con đầu tiên mà. Như vậy không? Đây. Đó, hai mẹ con của chị. Đây là mẹ con đất ma luôn của chị. Nó nhỏ ha. Bộ này 26 triệu của chị. Nói chung là mấy con này thùng dạo có con nào cũng mát sữa không chị, không có con nào nóng sữa của chị. Đó. Nè, cô chú anh chị mình coi về nuôi phát triển kinh tế ha. Cái con này thì 5 vú của chị, có đeo vú nhỏ chưa? Đó. Nó rất mát sữa của anh chị. Con này thì 4 vú luôn của chú anh chị, 4 vú ha. Cái đeo này 4 vú, con này 5 vú, bộ này 26, bộ này 27 của chú anh chị. Của chú anh chị coi ha. Wow. Nó cũng vậy, lớn bán thịt được kem là nó cũng nhiều tiền cũng vậy, chứ khỏi cần phải nói tới con mẹ cũng vậy đó. Mẹ nó cũng thường thường bò, nhưng mà anh đẻ con cũng rất là tốt cũng vậy. Mấy con cũng vậy không, thùng dạo có nè đó cũng vậy không, thùng dạo có là đảm đẻ con tốt ha. Chú bông là mắc sữa cực kỳ cũng vậy nè, để được kem là cũng vậy không, địch u lù tại hơi thiếu nuôi cũng vậy. Này con này nếu mình nuôi kỹ tốt lắm cô chú chị, thì cô chú chị mình nuôi ha. Đó. Mình em đi tất cả các tỉnh miền Đông miền Tây á, thì cô chú anh chị mình coi em ghép xe em ra tới nhà mình, cô chú anh chị mình khỏi phải chịu tiền xe, mình yên tâm cho cô chú anh chị, để như giúp cô chú anh chị mình đỡ cái phần nào trong lúc khó khăn của chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị mình coi chọn lựa mua nha. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị mình nha. Còn tiếp theo đây là mẹ con cái xin luôn quý chị nè. Cô chú chị không, mẹ Bombay nha, mặt ngắn là lao miệng to của chị không, trúng chiền luôn cô chú chị, chân chiền khú hết nha. Nè cô chú chị mình coi vú nó cũng dài chưa, nó vú dài mát sữa của chị. Con này sẽ đẻ con cái khoảng được 2 tháng của chị, sái tích nghiêm chỉnh nè, thùng dạo có vậy không. Em đứng xa xa lấy hết bò cho cô chú chị mình coi nha. Thôi, con bò nó lớn ha, con này cao tầm 1m24 bò của chú chị, con gì không, vú dài ha. Thì con mẹ này sái tích nghiêm chỉnh, nó không có điểm mi luôn như vậy, nó không có chỗ nào điểm mi nha. Thì em quan sát nha, có sai nói y con như vậy ha. Đó vậy không, đẻ lứa ba nha con như vậy, nó có gì không, hồng bọng có ha, hồng dạo có gì không. Nè con cái nó con chị, con cái nó cao tầm mét con chị, nó vô khuất con còn chồng vậy không. Để ăn cái xin của như vậy cũng màu phú giống mẹ của chị vậy không. Thì mẹ con này cũng có giá là 25.500.000 của chị có chị không, đầu trụi ha. Đó con nó không có liêm mây của chị, cũng rúng chiều hết ha. Đó cô chú chị mình coi đó y vậy ha. Đó về mình coi mình mua về mình nuôi làm giống của chú chị. Nó con nào cũng mát sữa, con nào cũng bóng chị, không có xù lông của chị. Nó cô chú chị coi ha. Đó mẹ con đó 25.500.000 đó. Thì tới một chuyến Đồng Tháp rồi á, thì cô chú anh chị mình mua thì em giao đến cô chú mình giá nêu trên nha. Mẹ con gái này mới thấy nó có 6 cái vú chị, cái vú nhỏ chị thấy không, nó có cái vú nhỏ đó, nói để cô chú anh chị mình biết ha. Đó, cô chú anh chị nào mình thích cái nào mua cái đó ha. Còn mẹ con được rất manh tay nhỏ của chị, con hè đẻ lứa đầu tiên của chị, chủ nhà thì nói đó. Mẹ con này 27 triệu nè, quay cận cảnh này cho cô chú chị mình coi ha. 27 triệu của chú chị. Mẹ con này 26 triệu của chú chị. Vậy không? Mấy bò này ăn rơm, ăn dày cỏ, ăn cỡ nào của chú chị? Vậy ha. Rồi. Còn tiếp theo đây là cái con bò cái F1 của chú chị. Nó chữa 6 tháng 3B của chị, chữa lứa nhì, bao chữa, bao khám, bao loại tới đẻ cho cô chú chị luôn nha. Nó cao tầm 1m3 trở lên của chú anh chị. Của chị thấy cái đòn không? Đó, cái đòn lông da bóng nhờn của chị. Này chữa lưới nhầy của chị. Chữa ba bê của chị. Đó, vậy không? Đó. Sái tích đúng nha cô chú anh chị. Mặc dù bò HF nhưng sái tích đúng nè, rúng yếm nè của chị không? Rúng yếm nha, chữa 6 tháng em có khám rồi nha cô chú anh chị. Đó,
Thì con bò này em bán cho cô chú chị cái giá là 29 triệu của anh chị. Đó, nó đòn, cái đòn nó dài thì khỏi phải nói của anh chị. Cái đòn quá dài của anh chị. Nó cao 1m3 trở lên của chị chứ không dưới ha. Ừ. Nó chưa mập hết chứ nó mập hết của chị thấy. Nên là hết thằng của chị. Đó, cao 1m3 trở lên của chị thấy không? Đó, đứng thiệt xa mới hết bò của chị mình coi nè. Đó, vậy không? Ừ. Giá 29 triệu nha cô chú anh chị. Bao chữa, bao khám, bao loại trái đẻ cho cô chú anh chị mình yên tâm để nuôi ha. Con này nó đẻ chừng hai con nữa là nó lớn dữ lắm cô chú anh chị. Nó ra rã ngang lớn ha. Đó, thì sắp tới một chuyến đi cô chú anh chị nào mình mua thì mình đặt cọc á, thì em sẽ lưu nhớ giữ cô chú anh chị mình, em giao tới nhà cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị yên tâm ha. Nè, cuối cùng là bộ mẹ con được kem này à, giá 25 triệu của anh chị. Thì mẹ này chủ nhà phối lại được tháng mấy á, thì cô chú anh chị mình canh ha. Nó cao cứng, nó cao cũng 1m2 bò của anh chị. Vậy không? Vô con nào cũng mát sữa anh chị, vô bông hết ha. Nè, để được kem độ cực kỳ. Y như vậy con được kem nó có tầm 1m1 yếu anh chị. 1m5 cứng nha. Cô chú chị mình coi ha. Đẻ rất là độ bò của anh chị. Xương sóc. Nữa cô chú anh chị bán nào cũng được kem là cũng đủ vốn của anh chị.